quý vị biết là trong cái cuộc sống của mỗi người thì có mỗi nghiệp sai biệt khác nhau. Có thể là một người thì người ta có thể giàu và một người có thể nghèo, hoặc giả là người ta giàu thời gian rồi ta nghèo, hoặc nghèo thời gian người ta giàu, hoặc là người được an vui hạnh phúc nhưng mà cũng có người rất là sầu khổ đau thương, hoặc là người an vui hạnh phúc thời gian rồi thì họ sầu khổ, hoặc là họ sầu khổ một thời gian rồi họ được an vui hạnh phúc. Cho nên cuộc đời nó không có giữ mãi. Ví dụ như mình bây giờ mình trẻ đẹp vậy đó, mai mốt tới già mình cũng xấu, hoặc là bị bệnh hoạn ốm đau, hoặc là bị một cái gì đó vô thường thì chúng ta có thể sống. Hoặc là một người là họ xấu nhưng mà họ tìm cách dương lên, họ ăn ngủ khỏe, rồi họ có thể là phẫu thuật rồi vân vân, họ cũng trở nên đẹp. Hoặc là người nghèo rồi cố gắng dương lên, họ trở thành giàu. Giàu mình không làm gì hết, mình lo ăn không, từ từ trở thành nghèo. Cho nên trong cuộc sống thì không có cái điều gì mà có thể nói là quan trọng nhất đối với mình hết á. Nếu mà mình quan trọng cái gì đó thì là mình khổ đau với cái đó thôi. Như vậy thì làm gì mà chúng ta có những cái điều quan trọng ở trong cuộc đời? Có đó quý vị. Tức là điều này nó quan trọng hơn tất cả các điều đó, hơn tất cả sự giàu, nghèo, đẹp, xấu, hay là một cái gia đình đầy đủ, hay là tài sản vật chất, hay danh vọng bạc tiền, hay là của cải vật chất, hay là chức vụ quyền hạn, hay là sắc đẹp, sức khỏe, vân vân. Cũng không có đáng quá lưu tâm, quá khổ đau với nó. Tại vì nó có thể thay đổi theo thời gian. Cho nên ta nói là không có ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời. Có nghĩa là không có gì mà nó mãi mãi thời gian hết. Nên quý vị đừng bao giờ thất vọng cái gì chứ. Ví dụ như bây giờ mình nghèo từ 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 nó khá, không sao chứ, ăn thua mình gắng cố gắng nỗ lực rồi là chúng ta giàu rồi mình ỷ lại, từ từ mình ăn hết, mà không có làm mà ăn hết nó cũng nghèo do đó hoàn cảnh thay đổi. Bởi vì bữa đó có cô kia, cổ có cái ông chồng, mà ông chồng nhậu rượu xỉn vậy, ông quánh bà vợ, ông đánh hoài vậy đó. Tức là nhậu rượu xỉn vậy tìm cái lỗi của bà vợ để đánh, nhưng mà bà vợ thì không biết sao thoát khỏi cái cảnh đó. Cổ là mà bây giờ chắc là mãi mãi cảnh này chắc là con chịu không nổi quá, chắc con bỏ nhà con đi, nhưng mà còn con còn cái nhỏ con cũng không bỏ đi được nữa. Tại còn con còn cái nhỏ gia đình sao không bỏ đi. Mà mỗi khi ông nhậu rượu xỉn về là ông đánh vợ, tìm cách cái gì đó hồi xưa hồi sữa, cái chuyện năm nẩm năm nao gì đó ông lôi ra ông đánh cho bằng được. Do đó mà cổ khổ đau quá, cổ đi đánh chùa mà nè, khổ đau quá. Thầy mới nói đó là ông gì kéo dài mãi mãi đâu, cô đừng sợ, đừng trốn, đừng bỏ đi gì hết trơn á. Là tại vì mình còn con nhỏ, mà bỏ đi thì cũng đâu có được, rồi nhà cửa ai lo, con cái ai lo. Thôi là cô cứ là niệm Phật, cô tu đi, từ từ tất cả cái nó không bao giờ mà mãi mãi, chứ không bao giờ ông đánh mình hoài, không bao giờ làm khổ mình hoài. Thiệt, mới có gần đây nè, là ông nghỉ đánh luôn, rồi ông nghỉ chửi luôn, hay không? Tức là ông chửi nè, ông đánh nè, ông làm dữ lắm, nhậu xù xỉn về, mà bây giờ ông nghỉ nhậu luôn. Ông bị ung thư gan này, nằm chỗ rồi, nói hết ra hơi luôn rồi, rồi dở tay không lên luôn, rồi lấy gì chửi, lấy gì đánh nữa, nhậu quá trời, nhậu rượu cồn luôn nè. Rượu mà ông nhậu á, là ông nhậu cái rượu bọc đó, ông hút, không mồi, sáng sớm là kéo, lấy hơi là châu thanh kéo nguyên bọc, cái bao tử nào chịu nổi. Rồi bây giờ là vừa lét bao tử mà vừa ung thư gan luôn, hai cái cộng lại luôn. Do đó mà thấy không, giờ ông nghỉ nhậu nè, nghỉ đánh luôn, cũng nghỉ chửi luôn, chửi gì nổi, đánh gì nổi, nằm liệt giường luôn, đánh gì nổi. Mình nó không có chầu, nhưng mình lai cuộc đời nó không có gì làm mãi mãi, chứ cố gắng ở nhà một thời gian đi. Rồi giờ cổ mới nấu cháo cho ông ăn, rắc thuốc cho ông uống nữa. Thầy mới nói là bây giờ cô nói là ông chửi nữa không? Chửi là nghỉ sắc thuốc đó, chửi là nghỉ nấu cháo đó. Bây giờ có chửi nữa không? Ông nín thinh này, cặp này ông hết chửi rồi. Cho nên đó quý vị, cái quan trọng nhất trong cái cuộc đời mình không phải là
chúng ta thấy giàu nghèo, đẹp xấu, hơn thua hay là danh lợi bạc tiền, nó cũng quan trọng, nhưng mà không phải quan trọng nhất. Tại vì nó không có bền, không có chắc gì hết. Cho nên khi mà sống ở đời á quý vị, quan trọng nhất là người ta có niềm tin. Tức là người ta không có niềm tin người ta sống không được. Do đó mà ở trong cuộc sống mình á, là mình phải có niềm tin. Tại sao? Là tại vì không bao giờ mà nó đóng tất cả các cánh cửa lại cho mình đâu. Cánh cửa này đóng thì cánh cửa kia nó sẽ mở ra. Cho nên mình có lòng tin mình sẽ vượt qua tất cả. Con người mình á, có lòng tin sẽ vượt qua tất cả. Còn nếu mà mình á, mà làm cho người ta tin á, thì mình sẽ có uy tín. Nhưng mà ở đây đang nói tới cái niềm tin. Niềm tin là mình tin chính vào bản thân mình á, thì mình sẽ vượt qua tất cả. Còn người nào mà không có niềm tin đối với bản thân mình á, thì người đó sẽ rất là khổ đau ở trong cuộc sống. Cho nên nếu quan trọng á, là trong cuộc sống á, giàu cũng được, nghèo cũng được, không sao cả, nhưng có lòng tin là được. Có nghĩa là trong cuộc sống mình phải tự tin á. Tức là tự tin á, thì là mình phải sống yêu đời, phải sống là đừng có bi quan, mà sống lạc quan. Ví dụ như á, có công đó, cái gì ổng cũng lạc quan chứ á. Ví dụ như nghèo á, ổng lại mình thấy mình nghèo chứ dễ tu, ổng nói vậy đó, chứ giàu quá khó tu lắm. Rồi đó, bữa đó ổng bệnh á, cái người ta lại thăm bệnh ổng, ổng là nhờ bệnh vậy đó mà ổng nghỉ được 2-3 ngày không đi làm, cho nên nó khỏe. Tức là cái gì ổng cũng lạc quan vậy chứ á. Cái bữa đó đó sao mà ổng xui, ổng đi ra đường gây xe lửa đó, cái ổng té sao đó mà cái chân của ổng á là bị cưa một chân. Cái bạn bè vô thăm bệnh ổng mới nói là đó, thấy không, ông cái gì ông cũng lạc quan chứ á, bữa nay cho giỏi ông lạc quan. Ổng là thấy vậy thôi đó, chứ mà bây giờ á, mỗi lần á là hai chân á, mang đôi dép, bây giờ ổng còn có một chân ổng mang có một chiếc dép là đỡ tốn tiền đâu. Tức là cái cách nhìn của ổng á, mà do bạn bè lắc đầu tới giờ ổng luôn. Con người ta quan trọng là có lòng tin đối với cuộc sống, có lòng tin với bản thân mình, thì người đó cái gì người ta cũng vượt qua hết á. Đấy, có thằng cô mà cổ bị bệnh gọi là liệt hai chân á, cho nên đó là cổ té rồi đầu nó trúng cái cột sống á, cổ liệt hai chân, cổ phải đi cái xe lăn. Ban đầu á quý vị, cổ rất là sốc, tại vì người ta là làm cái nghề là dancing đó, là nhảy đó, tức là người ta nhảy các cái vũ đoàn á, cổ tham gia vào các vũ đoàn, cổ đi nhảy biểu diễn đồ ban đêm, mà bây giờ lại hai cái chân liệt, làm sao nhảy, sao biểu diễn, đâu đi đâu được đâu, đi sẽ lăn lắc lắc lăn 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 vậy đó. Cổ thấy cổ hụt hẫn, cổ thấy cổ rất buồn, cổ rất là đau khổ, cổ rất là hụt hẫn. Cho nên đó là cổ tính chết, có nghĩa là cổ la thôi giờ chỗ nào cao cao lên thang máy lên trên rồi nhảy xuống cho rồi, cổ tính cổ chết không vậy đó. Có nghĩa là cổ nay bây giờ mình á là cái gì, phế nhân rồi, không ai để ý tới mình, và mình cũng không làm gì được ở trên đời này hết, thôi giờ á kể như là cổ gieo mình xuống sông chó rồi, dần dần. Cái bữa đó đó có một cái cô bạn của cổ đi chùa lễ Phật, cổ cũng đi chùa, cái cổ thấy cái nhóm làm từ thiện trong chùa đó, có một cái câu lạc bộ làm từ thiện, cái cổ tham gia câu lạc bộ đó, cái người ta đi từ thiện cổ cũng đi theo. Dân dân đi từ thiện, cái cổ xuống quê á, cổ mới thấy những cái hoàn cảnh mà của người ta, mà những người có tật, những người bại não, những người ta nằm nhà, những mình bệnh nan y, rồi những người nghèo khổ. Gia đình cổ không có nghèo khổ, cũng khá giả, nên cổ thấy người ta á, là còn bi đát hơn mình nữa, người ta cần sự giúp đỡ. Cho nên á, cổ thấy cổ thương quá, nên cổ giúp người này, cổ giúp người kia, cổ vận động tiền gia đình, anh chị em, rồi từ từ tới bạn bè vận động, cái cổ bắt đầu tổ chức nhóm từ thiện nhỏ nhỏ, cái đi nhóm thiện nhỏ đi giúp người này giúp người kia. Cái từ từ cổ đi ngang đó, cổ thấy ngang trường học mà mấy em á đi bằng mấy cái bè qua sông á, rồi có khi á nó lật bè ướt mình hết, là đi học vậy đó. Cổ thấy tội quá, cổ mới là vận động xây con cầu, rồi á là từ từ cái thấy như vậy đó, thấy nhà người ta ai sập cái dịu vận động xây cái nhà tình thương. Từ từ cổ thành một cái địa chỉ, cổ có số điện thoại, ai khổ ai đau gọi điện cho cổ, chị ơi em bị này em bị kia đó, cái đi khảo sát thấy gì đó, ai cần cầu cái đường, cái nhà, trường học, sách vở, cho học sinh, xe đạp, rồi vân vân. Thấy người khổ đau, người bệnh ốm đau chết không hàng rương đó,
là cổ sẵn sàng vận động, người này vận động người còn nọ. Tự nhiên cổ thành nhân vật quan trọng, có nghĩa là người ta rất là thương cổ, mến cổ, và có cái gì khổ đau đó điện thoại cho cổ, cổ giải đáp, thì cổ xin giùm dân, cổ tổ chức từ thiện dân dân, cổ trở thành một cái người mà người ta rất là yêu mến, rất là yêu quý cổ. Cổ bây giờ cổ thấy là hai cái chân cổ mà đi không được nó không quan trọng nữa, mà ở trên đời này cổ giúp đỡ rất là nhiều người, vài người, nhiều người rất thương yêu cổ đủ rồi, hiểu không? Trên đời này họ cổ có thể giúp đỡ rất là nhiều người, và rất là nhiều người á thương yêu cổ, cho nên cổ cảm thấy như vậy là đủ rồi. Đôi chân của cổ cũng không cần thiết nữa, cổ là bây giờ đôi chân cũng không cần thiết nữa. Chỉ cần thiết là trong cuộc đời này có nhiều người thương yêu tin tưởng cổ, và cổ giúp đỡ được rất 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 là nhiều người, và cổ đang làm chuyện đó cổ thấy hạnh phúc với cái việc làm của mình, và hạnh phúc với tình cảm của những người xung quanh đối với cổ. Nên cổ đầy đủ lòng tin ở trong cuộc sống, mà cổ sống tiếp, mà sống đầy ý nghĩa trong cuộc đời. Quý vị thấy không? Cho nên á, nhầm khi á, ở trong cuộc sống có những cái mà nó xảy ra chúng ta thấy chẳng đặng đừng xảy ra, mình khó có thể vượt qua, nhưng mà nếu chúng ta có lòng tin thì mình sẽ có cách để vượt qua nó. Cho nên đó, nghèo cũng được, giàu cũng được, không sao cả, chỉ mới có lòng tin là được nhất thôi. Có nghĩa là quan trọng nhất là có lòng tin. Cái thứ nhất là quan trọng có lòng tin. Cái thứ hai á là xấu cũng được, không có gì, đẹp cũng được, mà sống sao cho người ta thương. Quý vị, mình sống sao cho người ta thương, có nghĩa là ở trên đời này nè, mà mình sống như thế nào tôi không cần biết, nhưng mà người ta thương mình là mình sống đúng đó. Mình sống đi đâu á, ai cũng ghét hết á, là mình sống sai đó. Cho nên xấu cũng được, đẹp cũng được, nhưng mà sống có người ta thương mình á là được. Cho nên mình sống cho người ta thương á là khó lắm nha. Mình á phải có đắc nhân tâm á, đắc nhân tâm là được lòng người ta mới thương chứ, đúng không? Cho nên á, mình vô cái nhà sách á, mua cái quyển sách gọi là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie á, thì là đang chỉ cho mình một cái cách để sống sao cho người ta thương, giao tiếp sao cho người ta thương, nói năng sao cho người ta thương. Người ta thương để làm gì? Dạ quý vị, người ta thương mình để làm gì? Thực ra không phải là mục đích, mà mình nói để cho người ta thương. Mà người ta thương á là người ta đã hài lòng với mình, đúng không? Mà người ta đã hài lòng thì người ta vui, phải không? Do đó là chúng ta ban niềm vui cho mọi người, nhưng cái kết quả của niềm vui của mọi người là người ta thương mình. Như vậy thì mình ban niềm vui cho người ta, cái kết quả của sự ban niềm vui đó là người ta thương mình. Thì ở đây mình nói sống sao cho người ta thương, chứ thực ra là chúng ta đã ban niềm vui cho người khác đó, quý vị. Cho nên đó là mình mà đem tới niềm vui cho người khác thì người ta thương mình. Cho nên đó, tại sao mình nói là ghét ai ghét ghét tôi? Tại vì mình không có ban niềm vui cho ai hết á, mà mình toàn là làm khổ người ta không hà. Cho nên đó là mình bị ta ghét. Nói là tôi đâu có chọc giận ai đâu, tôi đâu có làm gì đâu, tôi đâu có phá làng phá xóm đào mồ cuốc mã gì của ai đâu, mà sao mới gặp tôi người ta ghét. Ghét ở cái chỗ á là mình sống không cho người ta thương, có nghĩa là mình không giúp đỡ ai chứ á, mình không làm cho ai vui, không làm cho ai hài lòng, mình không có giúp đỡ người ta. Cho nên đó là đổi lại người ta không có thương yêu mình. Cho nên mình muốn người ta thương yêu mình, trước hết đó là mình phải quan tâm và giúp đỡ người khác thì tự nhiên người ta thương yêu mình. Bây giờ mình sống á, mình có quan tâm tới ai chưa? Quý vị, mình quan tâm có nghĩa là gì? Quan tâm nó có hai cái dạng quan tâm. Quan tâm về đời tư của họ và quan tâm đến những cái khó khăn của họ. Có hai cái quan tâm. Ở đây chúng ta đang nói tới quan tâm về cái khó khăn chứ không phải quan tâm về đời tư. Quan tâm về đời tư là nhiều chuyện, quan tâm về khó khăn là người biết thương người khác, quan tâm thấy họ cần mình giúp cái gì, thấy họ thiếu thốn cái gì, thấy họ bây giờ họ đang lâm nguy cái gì, mình ra tay giúp đỡ, tức là mình sống quan tâm gì đó thì mình sẽ có người ta thương bằng cách là chúng ta quan tâm người khác. Mà quan tâm người khác thì mình giúp đỡ người khác, mà giúp đỡ người khác thì người ta thương yêu mình đó. Cái quan trọng là gì đó. Cho nên đó, cái sống quan tâm với người khác là cực kỳ quan trọng ở trong cuộc đời mình. Mỗi khi mà mình sống không biết quan tâm tới ai hết á là tâm hồn mình đã khô cằn sỏi đá đó. Cho nên đó, mình ích kỷ lắm, mình hẹp hòi lắm, không quan tâm tới ai hết, mình quan tâm tới mình thôi. Tất cả những cái gì mình làm, mình nghĩ, mình nghe, mình đối diện
đều là chúng ta nghĩ đến quyền lợi của chính bản thân mình. Mình nghĩ tới quyền lợi của mình thôi, mình sống gì đó, sống vì quyền lợi của mình thôi, không sống vì cái quyền lợi của ai hết. Cho nên người này không có quan tâm tới ai hết. Cái sự quan tâm này từ cấp độ nhỏ tới cấp độ lớn khác nhau. Ví dụ như người ta đi đôi dép thấy rách, thấy không, đã quan tâm rồi đó. Ta mặc áo sờn dai mình thấy luôn. Người ta ăn cái bữa cơm thiếu dinh dưỡng mình thấy luôn. Thấy cuộc sống ta thiếu thốn cái này, thiếu thốn cái kia mình thấy luôn, cái đó là chuyện lớn. Còn mấy cái chuyện nhỏ lặt vặt á quý vị. Ví dụ như mình đi toilet, mình thấy trong toilet dơ quá, cho nên mình dội. Mình đi xong rồi mình cần gì dội. Nhưng mà mình dội, mình nghĩ tới cái người sau, họ đi vào cho họ sạch. Mình đi ở trên đường này nè, mình thấy cái gai một chùm mà cái đinh hay gì đó trên đường đó, mình thắng xe lại, mình để vô đường, để vô gốc cây, vân vân. Hoặc là ở trên đi cái lề đi bộ có mấy cái vỏ chuối ai ăn dục đó đó, nếu mà họ đạp lên họ trượt họ té, có thể họ gây ra cái tai nạn chấn thương, vân vân. Mình dừng lại mình lượm đó lên, mình quan tâm người khác. Còn quan tâm lớn hơn nữa, quý vị thấy người ta thấy bọc nè, thấy rác nè, rồi thấy các cái chai nhựa vân vân, nước suối rồi đó, mình lấy mình lượm vô. Cái đó là chúng ta đang quan tâm tới những người khác, quan tâm tới cộng đồng, quan tâm người khác. Còn gia đình mình đó thì mình đang quan tâm tới cha mẹ, với anh em, với mọi người xung quanh. Mình sống ở đâu á thì mình quan tâm tới con người và quan tâm tới phương tiện của con người. Hai cái quan tâm tới con người là người đó thiếu cái gì, người đó cần cái gì, người đó muốn cái gì, cần sự giúp đỡ cái gì, là chúng ta quan tâm về con người. Quan tâm tới những phương tiện con người là ví dụ như xung quanh họ bàn ghế xe cộ này nọ, những cái để phục vụ họ thì chúng ta quan tâm. Cần giúp đỡ thì chúng ta sẵn sàng để giúp đỡ cho họ. Chính cái độ quan tâm và độ giúp đỡ cho họ đó mình được ta thương, là người đó sống có tình cảm đó, là ta thương, là người sống biết quan tâm cho người khác. Cho nên là mình đừng có trách là người ta không có quan tâm tới mình. Mình đừng có trách là tại sao người ta ghét mình, ta không thương mình, vân vân, là tại vì mình không có quan tâm và giúp đỡ người khác. Mà tự nhiên sao quan tâm giúp đỡ người ta nổi. Quý vị, là mình phải có cái lòng thương người. Tại vì ai ở trên đời này á quý vị, họ cũng, trên đời này không ai sung sướng cả. Nếu mà trên đời này ta sung sướng, trên đời này không có sự bất công, sự sung sướng, trên đời này á không có già, không có bệnh, không có chết, không có nghiệp ác, không có quả báo, không có trả dây, thì ở trên đời này Đức Phật không có xuất hiện ra ở trên đời này để cứu khổ chúng sanh đâu. Cho nên đó, Đức Phật ra trên đời này Ngài mới thấy chúng sanh già, chúng sanh bệnh, chúng sanh chết, chúng sanh đau thương. Cho nên Ngài xuất hiện ra nơi đời. Cho nên trong kinh nói là Đức Phật vì lòng bi mẫn, thương yêu chúng sanh, Ngài xuất hiện ra nơi đời này để làm lợi lạc cho chư thiên và loài người. Có nghĩa là Đức Phật đi đến nơi này để cứu khổ chúng sanh. Tại sao? Tại đời này là khổ, cho nên Đức Phật đến cứu khổ chúng sanh. Cho nên mình quan tâm người khác là mình phải thấy người khác đang khổ. Khổ về cái gì? Khổ về già, khổ về bệnh, khổ về chết. Họ khổ về quả báo nặng nề, họ khổ về bị phiền não ở trong tâm của họ, làm cho họ sầu thương oán giận. Khổ vì bởi họ bị tác động bởi vô thường, thay đổi bức bách, nên họ rất là đau khổ. Nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng quan tâm mà chia sẻ, thương yêu, giúp đỡ những người xung quanh, thì cái tâm hồn mình nó lớn lên và được người ta thương yêu. Quý vị, cho nên mình sống được người ta thương yêu là quan trọng nhất. Quan trọng là sống được người ta thương yêu hay không. Quý vị, cái thứ ba là giàu cho có danh hay giàu không có danh. Giàu cho là chúng ta khôn hay là ngu, nhưng mà quan trọng là mình có tu hay không. Trong cuộc sống quý vị, người ta không có tu người ta khổ dữ lắm.
Có nghĩa là một người á, không có tu, họ khổ gấp trăm ngàn lần cái người có tu. Cho nên á, bữa trước á, có một cái cô Phật tử, cổ đến đây là đến chùa á, cổ than là thầy ơi thầy, thầy có túc mạng thông không? Thầy coi lại trong quá khứ của con coi, là con có làm cái tội gì ác không, mà sao bây giờ con khổ quá trời thầy ơi. Như vậy thì tại sao á con lại khổ như vậy? Thầy coi, thầy soi giùm con coi, soi căn, soi cơ, soi nghiệp, coi tánh kiếp trước kiếp sau gì của con làm sao mà sao con khổ dữ vậy? Quý vị, có nghĩa là cổ nghĩ rằng á, kiếp trước cổ làm ác, cho nên bây giờ á là cổ gặp cái quả báo ác nên cổ mới khổ. Khổ là chồng quậy nè, vợ quậy nè, con quậy nè, nghèo nè, bệnh nè, bị người ta lừa nè, dần dần cái nào cổ cũng bị chứ á, bị người ta lừa không biết bao nhiêu tiền luôn á, rồi giờ nghèo khổ tới không có tiền mướn tiền nhà trọ luôn á, rồi bệnh hoạn, chồng theo vợ bé quậy bài bạc, con nghỉ học đi chơi, dần dần cổ này cuộc đời cổ te tua tơi tả chứ ngày. Bây giờ thầy đi vào trong quá khứ coi lại kiếp trước con có phạm tội gì không, mà bây giờ quả báo đến con quá trời khốc liệt kìa. Người ta cứ ngỡ rằng mình làm gì ác trong kiếp trước nên bây giờ mình mới khổ. Không, mình khổ á là tại mình không có tu cho nên mình mới khổ. Chứ còn mình làm ác kiếp trước á, nó chỉ đem lại cho mình hoàn cảnh khổ thôi chứ không đem lại sự khổ tâm. Ví dụ như chúng ta làm cái việc gì á, trong kiếp trước chúng ta làm ác á, thì cái quả báo đem lại là hoàn cảnh nó sẽ tấn công vô mình, làm cho mình khổ. Cái hoàn cảnh nó đem cho mình khổ chứ không phải là tâm của mình khổ, hai đó nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, hồi kiếp trước á, mình làm ác, ăn cắp ăn trộm người ta đi, vô chùa ăn cắp cái chuông đi, kiếp này sanh ra thành ăn mày, nghèo lê, nghèo lết, nghèo chết con tim luôn. Cho nên á, là họ cứ nghĩ rằng á, là họ nghèo họ khổ. Quả báo mà nghèo nó khổ nên người gọi là nghèo khổ. Nhưng thực ra có những người nghèo họ đâu có khổ. Khổ là ở chỗ cái tâm mình khổ chứ không phải là nghèo khổ. Dĩ nhiên nghèo thường hay thấy người ta khổ, nhưng mà cái gốc của vấn đề á, không phải là vì không có tiền mà khổ. Gốc của vấn đề á, là chấp vào cái việc mình không có tiền nên mình khổ. Nên cái người tu tập á quý vị, có tiền không có tiền gì người ta cũng không khổ chứ, người ta kể đi. Biết rồi nghiệp quả mình gây ra mà kiếp trước á, mình ăn cắp mình trộm người ta, bây giờ mình nghèo khổ. Kiếp trước người ta cúng dường, người ta bố thí, người ta giúp đỡ mọi người nên á, là người ta được an ổn, người ta không có nghèo khổ, người ta được giàu sang phú quý, dần dần. Cho nên á, người ta hiểu được vậy đâu quý vị, nên nghèo người ta không có khổ. Khổ là chỗ tâm của mình chứ không phải chỗ nghèo. Khổ là chỗ cái tâm của mình chấp ông chồng, chấp đứa con, chứ không phải là chỗ á, là ông chồng với đứa con làm cho mình khổ. Dĩ nhiên ở thế gian thì họ thấy điều đó đó. Ở thế gian thấy nè, là người này quậy, người kia quậy, rồi không có tiền, không có bạc, không có thành công trong cuộc sống đâu, là mình thấy mình khổ. Chứ thực ra khổ là chỗ không có tu, không có trao dồi đức hạnh tâm tánh của mình á. Cho nên người tu á, người ta biết xả bỏ, người ta không có khổ. Người ta biết nhẫn nhục, người ta không có khổ. Người ta biết thương yêu, người ta không có khổ. Người ta biết thiền định, người ta không có khổ. Người ta biết niệm Phật, người ta không có khổ. Cho nên người tu á, là ta biết xả bỏ. Xả bỏ nghĩa là gì? Đừng để gì trong lòng của mình hết á, gọi là xả bỏ. Cho nên người biết tu á, là họ biết xả bỏ. Cho nên họ bớt khổ đi, họ không để gì trong lòng á, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng Quyển Thiên Kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, có nghĩa là họ không có bất kỳ chấp thủ cái gì cả. Họ xả bỏ khỏi tâm mình tất cả các pháp gây ô nhiễm, có nghĩa là cái người mà biết tu á, họ không chấp cho nên họ không khổ. Cái gì xảy ra kỳ dễ ra ta kệ nó, ta buông bỏ, ta xả bỏ, nó không có khổ. Đó là người biết tu á, ta xả bỏ ta không có khổ. Người biết tu, người ta nhẫn nhục, người ta không khổ. Ví dụ như cái người biết tu bắt đầu họ nhẫn nhục, bất kỳ cái gì đến với họ, họ đều nhẫn nhục hết. Có nghĩa là họ không bao giờ mà để cho nó lộng hành, cho nó phát tác ở trong tâm của họ.
mà là họ nhẫn nhục, họ đè nén nó xuống, họ nhẫn nhục tuyệt đầu là họ không có khổ. Cái người biết tu á là họ nhẫn nhục, họ không có khổ. Người biết tu họ xả bỏ, họ không có khổ. Cái người biết tu á họ thanh tịnh, không có khổ. Thanh tịnh có nghĩa là tâm của họ không tham lam, giận hờn, sân si, ghét ghen. Tâm họ thanh tịnh nên họ không khổ. Cái người biết tu tâm họ thanh tịnh, đối cảnh trần á, họ không khởi tâm phiền não. Dầu cho bất kỳ cái gì xảy ra đi nữa, họ cũng không khởi tâm phiền não. Đó là người biết tu. Cho nên người biết tu họ không có khổ. Người biết tu á, họ sẵn sàng tha thứ cho người khác nên họ không khổ. Ai làm lầm lỗi gì với họ, họ tha thứ hết à. Cho nên á, họ không khổ. Dầu cho giận chính xe 10 vàng gì đi nữa, họ cũng tha luôn. Tại vì trên đời này nhân vô thập toàn, không có ai hoàn toàn mà 100% ở trên đời này, không có ai hoàn toàn là ngon lành hết. Cho nên á, họ sẵn sàng tha thứ cho người khác à, cho nên á, họ không có khổ. Cái người biết tu á, họ biết thương yêu người khác nên họ không có khổ. Cái người mà biết thương yêu người khác họ ít khổ lắm. Cái người không biết thương yêu người khác thì họ khổ đau dữ lắm. Còn người biết thương yêu người khác họ thông cảm với cái đau khổ của chúng sanh nên họ không còn khổ nữa. Cái sự tương tác nhau qua lại gì đó quý vị, cho nên người thương yêu người khác họ ít khổ hơn là người ghét bỏ người khác. Tại vì trong cái tâm thương yêu không có cảm thọ khổ, còn ở trong cái tâm ghét bỏ sân si, trong cái tâm đó có cảm thọ khổ. Đức khác, tức là ở trong Vedana, tức là trong dòng cảm thọ đó, nó có cảm thọ khổ. Cho nên cái người mà biết thương yêu thì người đó an lạc. Người nào giận hờn sân si, người đó khổ. Cho nên cái người biết thương yêu á là người biết tu, là người có tu, cho nên họ không khổ. Người nào có thiền định, người đó không có khổ. Ví dụ như á, mình chú tâm mình vào trong một cái điểm của thiền định Samatha. Ví dụ như á, là mình ngồi kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, hít vào phình bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. Hít vào phình cái bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vào. À, dần dần. Do đó cái người mà biết tu á, họ biết thiền định cho nên họ không khổ. À, không có gì. Người biết tu á, họ chánh niệm tỉnh giác nên họ không khổ. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là gì? Họ biết những gì xảy ra trên mình thôi chứ họ không có biết gì xảy ra trên người khác. Cho nên họ không có quan tâm gì xung quanh, cho họ quan tâm đến chính mình nè. À. Hành động, hành vi của chính mình nè. À. Cho nên Đức Phật dạy cái người biết tu chánh niệm tỉnh giác á, là người nào, người đó làm cái gì biết cái nấy. Ví dụ như đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Họ nhìn đó chứ không nhìn gì cả, mà họ đang nhìn tâm của họ. Họ nghe đó chứ không nghe gì cả, họ đang nghe cái tiếng lòng của họ. Cho nên những người biết tu á, họ chánh niệm tỉnh giác nên họ không có khổ. Cho nên đó quý vị, trên đời này không có gì quan trọng chứ, quan trọng là có tu hay không thôi à. Chứ cái gì cũng mất hết chứ, không có giữ cái gì, gì còn hoài trên thế gian, là tới cái thân này một ngày nào đó cũng đi vào trong cát bụi à. Đốt thì ra hủ cốt, mà chôn á thì một nắm cho tàn. Vậy thôi, không còn gì. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Chứ đâu còn lại cái gì trên đời này đâu à, quý vị. Cho nên đừng có chấp thủ bất kỳ cái gì trên đời này hết á. Quan trọng nhất là có tu không, không quan trọng nhất là không có tu không à, quý vị. Cho nên ở trên đời này hỏi cái gì quan trọng? Không có gì quan trọng chứ á. Có một thứ quan trọng là quan trọng gì? Không có tu không, không có tu không. Nếu trên đời này không có tu, không có sướng. Vì tu quá là cần hai vấn đề. Vấn đề là bỏ một thứ và nuôi một thứ. Cái người tu á, tức là bỏ tâm ác và nuôi cái tâm lành, ta gọi là tu tâm dưỡng tánh. Cái người nào biết tu á là biết bỏ một thứ, biết nuôi một thứ. Tức là diễn ly một thứ và nuôi lớn một thứ. Đó là dưỡng tâm ác. Thì chúng ta diễn ly, chúng ta xa rời nó, đừng chạy theo nó. Tâm ác là tâm gì? Đức Phật dạy tâm ác là những căn bản phiền não và tỳ phiền não. Đó là tham sân si mạn nghi ác kiến. Tỳ phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tầm vô quý và đại phóng vật bất chánh chi. Như vậy thì những cái tâm tham lam, giận dữ,
ghen ghét, hơn thua, tật đố, ganh tị là những tâm ác. Cho nên mình phải xa lìa, mình phải diễn ly. Tại vì Đức Phật nói là tâm đó không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Nó không phải là mình. Tâm là gì? Tâm là đối trước một hoàn cảnh, nó xuất hiện một cái tâm để nhận diện cái hoàn cảnh đó mà thôi. Gọi là tâm là cái biết cảnh. Cho nên hồi nãy mình đâu có nổi sân. Bây giờ người ta tự nhiên ta chửi mình là nghe cảnh thanh, là ta chửi cảnh thanh là âm thanh đó. Ta chửi đồ ngu như o bợ bo quyền. Cái tự nhiên á, mình nổi sân lên đùng 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 mà. Hồi nãy đâu có cái câu mà chửi mình ngu như là o bợ bo quyền đâu, phải không? Mà bây giờ người ta nói mình ngu như là cái con o bợ bo quyền. À, bữa hổm có cái em đó trong khóa tu mùa hè hỏi thầy một câu. Em đó cũng 5-6 tuổi đó. Hỏi thưa thầy, tại sao người ta lại chửi nhau là ngu như bò? Cái thầy nói chắc có lẽ là con bò nó ngu quá con, nên ta mới chửi ngu như bò, phải không? Cái em đó mới nói là thưa thầy, con bò nó ngu vậy sao mình uống sữa bò? Là đó, để thầy nghiên cứu lại con ơi, để nghiên cứu lại. Nên về nhà nghiên cứu lại, cái đó trả lời sao đi. Thôi bữa nay mình học Phật Pháp đi ha. Bởi vì nhầm khi mấy đứa nhỏ nhỏ hỏi hỏi nhầm câu á, cũng là mình cũng đớ lưỡi á, chứ không phải chơi đâu á. Bữa hôm thầy đi thăm cái trại tâm thần mà tặng quà đó, mà trong trại tâm thần đó là có nhiều ông học tiến sĩ, thạc sĩ nha, ông học cao lắm á, mà không biết làm sao đụng cái cọng dây. Rồi ông vô trọng bỏ áo thùng rồi ngon lắm, mình nhìn vô tính đâu viện trưởng không à, ngồi ngoài trước ngồi rồi ngon lắm, ngồi ngon lắm. Hãy vô hỏi hả? Thầy đâu thầy? Là đi vô thăm tặng quà chứ đâu. Chùa nào đó tính nó thấy ngon lắm. Cái hồi đố thầy nè. Hỏi là đố gì? Ông đố tôi cái gì? Ông là cái trái nằm ở trên, củ nằm dưới phải không? Củ nằm dưới đất phải không? Cái trái nằm trên đọt phải không? Là đúng rồi. Trời, thấy ông này thông minh ghê nha. Vậy á, ông mới đố. Ông là chế cái cây gì? Cái củ á thì nằm trên đọt. Mình nó không biết cái cây gì mà củ nằm trên đọt ta. Củ khoai mì, khoai lang nằm dưới củ này, củ sắn gì nằm dưới đất không à. Mà ông đố lại cái củ gì nằm trên đọt. Cái là thôi thua ông đó. Ông là củ hủ dừa. cái củ dừa nằm trên đọt cái dừa. Đó mà giờ vô trong trại đó, nhầm khi nói hồi mình cũng ấy dữ lắm à. Ông đố nhiều câu lắm thầy quên nè, đố mấy câu lắm mà câu toàn câu nghiệt không à. Câu nghiệt ngã không à. Ông đố thầy á, là cái không gian nào lớn nhất? À, cái không gian nào nhỏ nhất, cái không gian nào lớn nhất? Nó là cái không gian á, không gian nào lớn nhất, không gian nào nhỏ nhất? Thầy là không gian lớn nhất là cái vũ trụ này nè, không gian lớn nhất nè là vũ trụ này nè. Vậy ông hỏi thầy cái không gian nào nhỏ nhất? Trời, mình ngồi mình suy nghĩ hoài không biết không gian nào nhỏ nhất. Không lẽ trong nhà nhỏ nhất, cái không gian nào nhỏ nhất? Nào quý vị, là thua. Không nhớ. Ổng là không gian á, ở trong cái nguyên tử á. Cái nguyên tử á có proton bay quanh electron. Do đó giữa proton với electron nó có một khoảng cách. Là trong một nguyên tử á, vì không gian ở trong giữa cái nguyên tử đó, không gian đó là nhỏ nhất nha. Thấy do ông vô cái trại đó mà đố mấy cái câu gì không đó, rồi thầy mới thua ổng. Ổng trả lời là không gian ở trong nguyên tử là không gian nhỏ nhất, mà thầy nghĩ ra đúng luôn á. Nhưng mà tại vì mấy ổng tối ngày nghiên cứu ba cái đó không đó, bây giờ mới vô đó luôn. Phải không? Thôi giờ thôi ta, thầy không dám nghiên cứu ba cái này thôi. Về phát quà xong về. Chứ hồi mà ổng đố một hồi nữa chắc là mình cũng nổ não à. Mấy ổng đố nhầm câu độc lắm chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Đúng không? Cho nên á, chúng ta thấy á, là ở trên đời á quý vị, quan trọng là ta có tu không. Cho nên á, mình tu á
là mình có thanh tịnh, tu là mình có định tâm, tu là mình có xả bỏ, tu là chúng ta có tha thứ, khoan dung, độ lượng, vân vân, tu là có nhẫn nhục. Cho nên từ cái đó, cái tâm mình nó được bình an. Nếu tâm mình được bình an thì đối với tất cả các cảnh mình không có cố chấp, không cố chấp nên mình được bình an, mình được nhẹ nhàng, thanh thản. Cho nên tu nó có hai phần, bỏ một phần và nuôi dưỡng một phần. Bỏ tâm xấu ác và nuôi tâm lành thiện. Tâm nào là tâm lành thiện mình để nuôi, gọi là tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm là bỏ cái tâm xấu ác, dưỡng tánh là nuôi cái tâm lành thiện. Tâm lành thiện là tâm gì? Tâm lành thiện là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm lành thiện nè. Tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tâm lành thiện nè. Bốn tâm định: không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở định, phi tưởng định, tâm lành thiện nè. Tâm bồ đề là phát tâm tu là tâm lành thiện nè. Rồi là tâm đại thiện là tâm lành thiện nè. Tâm đại thiện là gì? Là tâm bố thí, tâm cúng dường, gọi là tâm đại thiện. Tâm đó tâm lành thiện đó. Hiểu chưa? Những cái tâm thương yêu từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh, tâm lành thiện. Tâm thanh tịnh là tâm lành thiện nè. Dần dần là tức là trước cảnh trần tâm mình không có khởi lên phiền não, chừng đó là tâm lành thiện. Cho nên tâm lành thiện là tâm không có liên quan tới tham sân si, đó gọi là tâm lành thiện. Nên người nào có tâm lành thiện, càng ngày chúng ta lặp đi lặp lại càng nhiều, làm ví dụ chúng ta có tâm làm phước, có tâm giúp đỡ người khác là tâm thiện, phải không? Thì mình làm phước hoài, hôm nay mình suy nghĩ làm phước, ngày mai suy nghĩ làm phước, ngày mốt suy nghĩ làm phước. Rồi bữa nay chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta phát tâm tu tập. Thì bữa nay tu tập, ngày mai tu tập, ngày mốt tu tập, từ từ những tâm đó nó lớn mạnh. Chúng ta khởi tâm thương yêu chúng sanh, mình khởi tâm thương yêu với tâm từ bi thì mình khởi hoài, lúc nào mình cũng khởi. Thanh tịnh cũng vậy, lúc nào mình cũng giữ tâm thanh tịnh, an trú trong nó. Như vậy thì những cái gì mình lặp đi lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại hoài, nó lớn lên, nó lớn lên, nó lớn lên, lớn lên. Ví dụ như tâm thương yêu người ta, mình quán từ bi, quán từ bi, ngày nào cũng quán từ bi, tâm thương yêu nó lớn lên. Tâm thiền định ngày nào cũng thiền định, ngày nào thì nó lớn lên. Tâm thanh tịnh ngày nào chúng ta cũng giữ tâm trong sạch, trong sạch thanh tịnh, đừng có khởi lên. Nếu khởi lên thì chúng ta niệm Phật cho nó tan, thì lặp đi lặp lại hoài thì tâm nó lớn lên, lớn lên, lớn lên, dần dần lớn lên. Cái gì mà lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì cái đó nó mau lớn lên, mau lớn lên, mau lớn lên. Lớn lên là do sự lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên những tâm xấu ác như tâm tham lam, giận hờn, ghét ghen, hận thù, tật đố, ganh tị, những tâm đó là tâm xấu ác, đừng để cho nó lặp lại. Nếu là lặp lại nó sẽ lớn lên, mà nó lớn lên nó sẽ nguy hiểm cho mình và nguy hiểm người thân mình xung quanh. Ví dụ tâm nổi nóng, nổi sân đi, nổi nóng lên đi, nó rất nguy hiểm cho mình. Người ta mà chết ra đi với tâm nổi nóng, tâm sân á, thì bị đọa vào ở trong địa ngục. Là ta chết đi với tâm sân á, đọa vào trong địa ngục. Và nếu chúng ta nổi tâm sân lên á, chúng ta không kiềm chế được, chúng ta có sẵn sàng là tát người thân của mình, đánh người thân của mình, chửi người thân của mình. Nên cái tâm sân á, nó là một loại tâm nguy hiểm. Tâm tham là một loại tâm nguy hiểm. Cho nên đó quý vị, tại sao chúng ta sống gần người thương của mình mà mình vẫn đau khổ? Quý vị tin không? Sống chung với người thương của mình, người thân của mình, người thương của mình, người yêu của mình vẫn đau khổ. Là tại vì người thân, người yêu của mình á, đầy dẫy những tâm ác. Đó là tâm tham sân si. Bây giờ ví dụ như ở nhà sống có hai người, nó nổi sân lên nó chửi ai? Nó chửi mình chứ chửi ai, đúng không? Sống có hai người nó nổi sân lên nó đánh ai? Nó đánh mình chứ đánh ai, đúng không? Sống có hai người mà, đúng chưa? Bây giờ sống hai người nó nổi tham lên, nó tham của ai? Nó phải tham của mình không? Chứ có hai người nó tham của ai vậy? Không lẽ nó tham của chính nó? Quý vị hiểu không? Do đó mà hai người thương nhau mà người nào khởi lên lòng tham, chắc chắn là phải làm thiệt hại người kia, giàu cho đó người yêu của mình, tin không? Rồi nó nổi sân lên nó đánh ai? Nó đánh người kế bên mình đó. Cho nên cái tay nó ngắn sao nó đánh tới ngoài đường. Bây giờ nó chửi ai? Nó chửi ai nghe? Nó nổi sân lên chửi ai nghe? Phải người thân mình nghe không? Trong nhà mình đóng cửa lại ban đêm, nó chửi sụm cho người thân mình nghe chứ ai nghe? À quý vị, cho nên bữa đó có ông thầy bạn, thầy ông dạy thầy hồi đó lâu rồi, ông dạy ông là cái người nào á mà chửi mình á
mình giả bộ không nghe. Cái là ủa giả bộ không nghe, cái nó không có chửi hả? Là không phải, thầy giả bộ không nghe giùm tôi đi. Cái người nào chửi mình cái mình giả bộ không nghe là hả? Hả? Tiếng Anh là pardon á, tiếng Anh là pardon, tiếng Việt là hả. Ví dụ như câu tiếng Anh nói cái gì mình nghe không rõ, mình pardon, pardon, hiểu không? À, rồi à, mà tiếng à, tiếng à, tiếng Trung Hoa gọi là à, xin mất, xin mất. À, tiếng Việt hả, hả, mình nghe mà mình giả bộ không nghe. Như vậy nó chửi mình đó, mình không nghe, nó chửi lớn lên đúng không? Nó chửi lớn lên cho mình nghe, nó càng chửi lớn, càng chửi lớn, càng chửi lớn. Mà quý vị biết á, cái lỗ tai của người ta cách cái miệng người ta có thằng gan à. Còn nó chửi mình á, mình cách nó tới mấy thước lận. Do đó á, là cái lỗ tai của ai bị khủng bố. Cái người mà chửi chửi mình đó là hai cái lỗ tai của họ bị khủng bố. Chửi càng lớn nó càng điếc hai lỗ tai nó. Mình ở 3m, 4m, 5m, 6m xa, khi mà âm thanh nó tới lỗ tai mình không bị tổn thương. Nhưng mà lỗ tai của người chửi mới bị tổn thương. Nên á, cái người nào mà chửi lộn á, quý vị, hai cái lỗ tai nó khổ dữ lắm. Nó là anh ấy ơi, anh đừng có chửi lộn, chị ấy, chị đừng có chửi lộn, em điếc quá, em hai lỗ tai em đau quá, chị không có nổi. Cho nên ai chửi mình á, mình cười cười chọc tức họ, hả, không nghe, họ chửi lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Nên trong cái tờ báo Kiến Thức ngày nay kỳ đó người ta đố á, tại sao hai người chửi lộn, người ta la lớn như vậy đó mà vẫn không nghe, không người nào nghe người nào hết. Nhưng mà tại sao hai người yêu nhau, họ nói xù xì nhỏ xíu mà họ lại nghe hay vậy đó. Cho nên mình thấy hai người đó nói chuyện làm biết họ đang thương hoặc là ghét. Họ ghét nhà họ lớn, nói nạt nhổ nhau lắm. Hai người yêu cũng vậy nữa, nạt ầm 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 nhau, biết hai người đó không còn thương nhau. Còn hai người nói chuyện nhau mà nhỏ nhẹ nhỏ xíu, nói nhỏ chừng nào là cái tình cảm nhiều chừng đó. Nó đọc là đọc chỗ đó, ta theo cái lời nói. Hai người nói rù rì là hai người đó thương dữ lắm đó nha. Còn hả mày tao nói rồi xong rồi đó, là hai người đó hết thương đó. Cho nên mình để ý ông chồng mình mỗi khi ông nạt mình là ông bớt thương mình đó, bà vợ mỗi khi nạt mình cũng là bớt thương mình rồi đó. Sự thật đó quý vị. Cho nên ta mới hỏi tại sao khi hai người giận nhau ở kế sát bên nhau mà lại la lớn, mà hai người thương nhau ở biết ba xa nói nhỏ xíu cũng nghe. À, nó lạ vậy đó. Người ta hỏi luôn á, ai biết có thưởng đó nghe. Nhưng cuối cùng á, người ta tìm ra được nguyên nhân. Tại vì hai người ghét nhau á, hai con tim họ xa nhau dữ lắm, nên nạt nói lớn mới nghe. Còn hai người mà thương nhau á, hai cái trái tim ở sát bên là nói nhỏ cũng nghe. Người ta trả lời vậy đó. Cho nên người nào thương nhau họ nói rất nhỏ, nhỏ xíu à, họ thương. Còn mà họ lên nói lớn, họ nạt nộ, đó là họ hết thương này. Cho nên đó mình không cần phải hỏi là anh ấy còn thương em không, khỏi. Coi cái cách ổng nói chuyện thôi là biết còn thương hay không à. Hiểu không? Cái đó là chỉ cần cái cách nói chuyện thôi à. Nói tạc ngang là biết ổng hết rồi. Còn nói nhỏ nhẹ tình cảm là rồi còn này còn ngon. Khỏi cần hỏi chi cho mắc công lắm. Cái đó là mình thử cái đó, cái thứ nhất thôi nha. Là về thái độ ăn nói, còn cái thứ hai là độ quan tâm nữa. Sinh nhật mình còn nhớ không? Nhớ còn tặng quà không? 20 tháng 10, 8 tháng 3, Happy Birthday, nhớ không? 3 ngày đó đó, nhớ không? Còn nhớ còn tặng quà, còn thương. Hết nhớ, hết tặng quà, hết thương. Đó không? Còn tặng quà, càng nhiều càng thương nhiều, càng ít càng thương ít. Đó, người ta phải đo. Mới yêu nhau nguyên cái cây chùm luôn, 100 cây vàng treo toàn ten. Bữa trước cô đó lại đây nè, khóc với thầy nè. Là ông chồng con bây giờ hết thương con, thầy giờ con đau khổ quá trời luôn. Hỏi sao hết thương? Là hồi đó cưới nhau, ổng dám tặng cho con chiếc nhẫn hai chỉ mà ổng treo nguyên cái chùm bông hồng. Một bông hồng á là một chiếc nhẫn hai chỉ mà ổng treo 100 bông hồng đó. Sinh nhật đầu tiên mà hai người yêu nhau, ổng tặng 100 bông hồng đó. Rồi cưới nhau, rồi tới giờ qua sinh nhật từng không nghe ổng nhắc gì hết. Cắt đầu là đau khổ, ông nghe ông nhắc là ông hết thương rồi, không tặng chứ. Cái cổ gì cô hỏi là
anh sao cái này không nhớ sinh nhật của em. Nói trời ơi, bận quá, bận quá. Thôi tối nay về tôi tạt luôn mua cái bánh kem cho bà. Qua từng ngày mua bánh kem gì nữa. Nè, quý vị không? Qua từng mua bánh kem là con này tôi bận quá, bận quá, bận quá, bận quá. Cho nên người ta nhìn á, cái số lượng bông hồng là ta hiểu liền. Đó là trong cuộc đời, trong cuộc sống thôi. Cho nên á, mình quan trọng cái gì mình có tu không. Thì có tu á, là mình chặn đứng những cái tâm phiền não, tâm ác. Và mình dung dưỡng, nuôi dưỡng những cái tâm lành, tâm thiện, tâm tốt đẹp. À, mà nuôi có nghĩa là gì? Mình lặp đi lặp lại với cái tâm đó là mình nuôi nó. Mình cắt đứt, mình diễn ly là không lặp đi lặp lại những tâm xấu ác. Tức là đó là chúng ta đang tu đó. Cho nên nó giàu cho mình thông minh cũng được, không thông minh cũng không sao, mà quan trọng nhất là có tu. Rồi ở trong cuộc sống không có gì, ở trên đời này không có gì quan trọng chứ, sang cũng được, hèn cũng được. Quan trọng là có phước hay không á. À, quý vị, con người sống mà không có phước cái rồi là thôi thua luôn. Cũng như á, gọi là hết tiền. Người mà không có phước á, thì cũng giống như là thua bài vậy đó. Người không có phước á, mình nhìn cái một thấy như mà cái cây mà nó héo mà lâu ngày vậy đó. Người không có phước. Còn mà người có phước cái ha, giống như cây mà trái đơm hết vậy đó, tươi xanh đơm hết. Người có phước vậy đó. Cho nên quan trọng không phải là sang hèn, quan trọng có phước không. Có phước là được rồi. Như vậy thì mình làm gì mình có phước. Hồi xưa mình có bố thí cúng dường, có làm phước, ngày nay mình được cái quả phước báo. Nhưng nếu ngày xưa mà mình dụng tu, mình không có làm phước, mình không có bố thí, mình không có cúng dường, cho nên ngày hôm nay mình đâu có được phước. Ngày hôm nay mình đâu có được phước. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu người ta làm phước. Làm phước bằng cách là một tháng ta làm như được phước, một ngày ta làm nhiêu cái phước, một tháng ta làm nhiêu cái phước. Đó, dần dần. Cho nên á, quý vị á, là thấy á, là ta mới đặt ra một cái chương trình. À, người ta nuôi heo, người ta bỏ ống rồi đó. À, người ta làm phước. Cho nên á, là người ta là dành dụm ta làm phước. Cho nên á, ta nuôi heo, ta bỏ ống, ta làm phước từ từ. Thầy xuống Trà Vinh, thầy giảng, thầy chỉ người ta làm phước bằng cách nuôi heo. Người phải nuôi con heo bỏ ống, rồi sau đó mới lấy cái tiền đó để làm phước. 3 tháng sau thầy quay lại Trà Vinh, thầy giảng chân chùa đó. Vừa giảng xong có cô kia là thầy ơi thầy, bữa trước thầy kêu con mua con heo nuôi, bây giờ con mua con heo nuôi giờ nó cỡ 100 kg rồi, giờ làm sao thầy? Nói là, ủa thầy cứ nuôi heo nào? Là bữa trước thầy xuống đây giảng là mọi người nuôi con heo, bây giờ con nuôi con heo giờ gần 100 kg rồi, con làm sao? Người ta nói là mua con heo bằng đất bỏ ống, mà cổ đi mua con heo thiệt về cổ nuôi, nó mới ngặt vậy đó. Thầy la thôi giờ con muốn làm sao làm đi, chứ thầy đâu có biết, chứ thầy đâu có kêu mua con heo thiệt đâu, mà đi mua con heo thiệt. Giống như sáng sớm ngủ mới thức dậy à, đâu 5 giờ mấy gì đó à, điện thoại ao tới đó, thầy ơi nóng cổ quá, rát cổ quá, giờ chịu hết nổi rồi à, con uống là cái bài thuốc thầy chỉ mà sao giờ nóng cổ quá. Hỏi sao, bệnh gì mà uống nước vô nóng cổ? Là thầy chỉ á, là bệnh đau bao tử. Sáng uống 1 muỗng cà phê đó, trộn với mật ong. 1 muỗng cà phê nghệ trộn với mật ong. Cho nên á, cổ mới lấy 1 muỗng cà phê với 1 muỗng nghệ với 1 muỗng mật ong, cổ trộn với nhau. Cổ uống vô mà cà phê mà nó chưa có phin qua đó, cổ uống sao nó mắc ngang cổ nè, nó nóng trời ơi. Ta la 1 muỗng cà phê, thầy chỉ rõ ràng luôn, 1 muỗng cà phê nghệ cộng với mật ong với nước ấm uống vào buổi sáng đau bao tử. Cổ lấy 1 muỗng cà phê xay á, 1 muỗng, muỗng nghệ 1 muỗng, muỗng mật ong vô 1 muỗng, quậy ra uống mắt ngàn cổ này, là trời ơi, khổ đời ghê gớm luôn. Lấy cây muỗng khuấy cà phê đó, ta múc 1 muỗng nghệ nó vô với mật ong, chứ không phải là 1 muỗng cà phê. Lấy 1 muỗng cà phê chưa xay rồi đó, trời ơi, khổ, uống cái đó vô mà không le lưỡi nữa thôi, nó mắc ngàn cổ nè. Không có gì. Cũng giống như là 2 cha con đứng đó khui chai nước ra đứng lắc,
Bây giờ hỏi hai cha con không làm gì đó. Cái chai nước nó ghi là lắc trước khi uống. Cho nên hai cha con đó đứng lắc, để chai nước trên bàn đứng lắc, lắc tăng gì đó, rồi lấy hai con chia ra người nửa chai uống. Lắc trước khi uống. Người ta nói là nước yến á, rồi nó lắng cặn xuống dưới đó, cho nên mình trước khi uống mình phải lắc cái chai cho nó đều để mình uống. Hai ông mở cái nắp chai để đó, đứng đây lắc. Lắc rồi mới uống. Nó nhiều cái độc lắm. Đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Quý vị, cho nên ở trong Phật pháp này cũng vậy quý vị. Chúng ta làm phước, có phước, quan trọng hay không là có phước là tại sao? Tại vì mình đi ở trong cuộc đời này mình có thể mang tiền theo, nhưng mà đi ra khỏi cái thế giới này không thể mang tiền theo. Mình chỉ có thể mang phước theo thôi. Ra ngoài cái trái đất này mình chỉ có thể mang phước theo thôi. Còn ở trên trái đất này mình có thể mang tiền với mang vàng theo, nhưng mà mình đâu có biết cái ngày nào mình rời khỏi trái đất này đâu. Quý vị hiểu không? Một mai mai một một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngu si dại dột cũng chung gò. Ai có biết ngày nào mà qua đò ở bên ấy. Cho nên ta thủ sẵn phước cho nó chắc ăn. À, quý vị, cho nên đó, cái gì mà làm phước được thì mình làm đi. Cái gì mà làm phước được á quý vị, chúng ta hãy làm đi. Ngày nào mà giúp đỡ cho ai được, đừng bao giờ từ chối. Nói một lời hay là một hành động gì làm cho ta khổ đau á quý vị, mình ngừng lại. Rồi mà giúp đỡ được ai cái gì á thì mình giúp đi. À, bố thí cúng dường giúp đỡ tất cả những người khác bằng tất cả những cái gì mình có thể làm được, nên giúp đỡ những người khác để tạo ra phước báo cho chính mình. Cho nên nếu quý vị đừng có tiếc vậy, đừng tiếc công, tiếc lời nói hay là tiếc tiền bạc. Chúng ta giúp công, giúp lời nói thì không có tốn tiền. Còn nếu chúng ta giúp tiền bạc, vật chất thì chúng ta tốn tiền. Nhưng mà tất cả đều đem lại phước báo cho mình. Do đó mà quý vị á, đừng có bao giờ nệ hà bất kỳ cái gì ở trên đời này mà tạo ra phước báo. Tại vì phước báo mình có thể san sẻ được cho người khác. Ví dụ như á, ông bà cha mẹ của mình đó quý vị, là thiếu phước, nhất là tháng 7 Du Lan nè, đọa vào trong các cảnh giới khổ đau. Cho nên ở đây á, chúng ta làm phước để hồi hướng cho họ. Cho nên ngày xưa đó, Đức Phật mà dẫn em của Ngài, tức là ông Năng Đà đó, đi địa ngục, đi trên trời đấy, mới đi qua cảnh có ngã quỷ đói đó. Chúng ta mới thấy cái quan trọng của phước báo. Tốt ngã quỷ đói á, thì mừng, tốt ngã quỷ đói thì khóc. Cho nên á, hỏi cái tốt ngã quỷ đói á, tại sao lại mừng? Ta nói là con cháu trên thế gian á, bây giờ tu tâm dưỡng tánh làm phước, hồi hướng cho họ, họ sắp đầy đủ phước báo mà họ thoát khỏi thân của ngạ quỷ, cho nên họ mừng. Còn tốt ngạ quỷ mà khóc á thì nói là con cháu thế gian không làm phước, không làm gì hết trơn á, cho nên không ai mà hồi hướng cho họ được miếng chút xíu phước nào, cho nên họ không còn hy vọng gì để con cháu mà cứu họ ra khỏi cảnh giới của khổ đau. Cho nên là họ ngồi đây mà họ buồn, họ sầu, họ thảm, họ khóc. Cho nên ông bà cha mẹ mình đi qua cái thế giới ở bên kia, bất kỳ tái sanh vào cảnh giới nào, nếu cảnh giới đó mà có đau khổ thì cũng nhờ các pháp sự, nhờ phước báo của con cháu ở cõi giới này mà hồi hướng cho họ. Và chính á, con cháu hồi hướng cho họ, họ nhờ phước báo công đức này mà họ vượt qua được những cái nơi khổ đau hiện tại ở trong cuộc đời của họ. Cho nên đó quý vị, nhất là ở trong tháng 7 là tháng Du Lan báo hiếu nè, quý vị cố gắng làm nhiều cái phước lành để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp. Và chính mình làm phước lành đó thì bản thân mình cũng được vô lượng phước lành. Bây giờ hết giờ rồi, chúng ta nghỉ ở đây. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Summit Tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có lập Facebook để bán thuốc. Người ta ăn cắp những đoạn video clip chỉ thuốc và lập ra Facebook để bán thuốc lừa đảo để trục lợi. Quý vị gặp trường hợp này hãy liên hệ trong phòng chùa, số điện thoại bạn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Rất là tri ân quý vị Phật tử đồng phước xây chùa như Phật điện.
và tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước đang xây dựng phòng thuốc nam từ thiện thiện pháp. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả cảm đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật